Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mời bà con cùng chúng tôi đi khoan lỗ trồng tiêu bằng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B. Hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang khoan lỗ với đường kính là 30 cm. Với đất trồng cây công nghiệp lâu năm rất cứng và nhiều rễ cây và rễ cỏ dưới, nhưng khi sử dụng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B với dung tích xi nhan là 68cc thì khoan lỗ trở nên cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Hỗ trợ của tay đẩy và bánh xe không chắc chắn giúp khi khoan sẽ giảm được chế độ rung và một người thao tác khoan liên tục được trong thời gian nhiều giờ mà không cảm thấy quá mệt mỏi. Dòng khoan đất đẩy tay không giống với lại máy khoan đất cầm tay thông thường, khi mà sử dụng máy dung tích động cơ đến 68cc và khoan được kính mũi khoan lớn thì phải hai người mới khoan được trong thời gian dài, vì máy rất là rung nắc và rất là tốn sức. Bà con có thể xem thấy là chúng tôi khoan cực kỳ là dễ dàng.